Chào các bạn, trong video này tôi sẽ dẫn các bạn 3 bài tập hơi để giúp các bạn thay đổi hoàn toàn giọng hát của mình. Bài tập đầu tiên là các bạn lấy hơi vào, các bạn giữ lại, sau đó các bạn xì và các bạn bấm giờ. Mỗi một lần như vậy thì các bạn cần phải đạt được 30 giây, kể cả các bạn nam hay các bạn nữ cũng vậy. Và các bạn tập làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 giây trở lên. Bài tập thứ hai, các bạn hít hơi vào, các bạn giữ lại thật chặt và các bạn xì thật mạnh. Cái mẫu vừa rồi để giúp các bạn có một câu hát mềm mại mượt mà hơn, còn mẫu này sẽ giúp các bạn và chinh phục các nốt cao. Và mẫu cuối cùng đó là cái mẫu như thế này, giúp các bạn làm chủ về hơi thở, tăng cái sức bật cho giọng hát của mình và cái động tác về hơi thở và cái cơ bụng của các bạn, các bạn sẽ chủ động hơn rất nhiều nha. Chúc các bạn thành công, và mỗi ngày các bạn hãy tập 5 phút, các bạn hãy tập 1 tuần cho đến 10 ngày thì hiệu quả sẽ rất là cao. Xin chào.